Xin chào mọi người, hiện tại trên tay mình đang là sản phẩm máy massage xung điện XFT320 cao cấp. Sản phẩm này đang được nhiều người ưa dùng bởi nhiều công dụng mà sản phẩm đem lại. Ví dụ như sản phẩm giúp người dùng có thể xua tan mọi cơn đau mỏi tại cổ vai gáy một cách nhanh chóng và hiệu quả, đem lại những phút giây tươi mới trong cuộc sống sau thời gian làm việc căng thẳng và áp lực. Hôm nay, thiết bị y tế 24 giờ sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng sản phẩm này một cách chi tiết và đúng nhất. Đầu tiên, bạn cần lắp pin vào máy. Tiếp theo, bạn lắp miếng dán vào đầu dây điện cực. Máy có hai đầu kết nối dây điện cực là đầu massage pads là cổng kết nối miếng dán thông thường. Tiếp theo là đầu dán điện cực acupuncture pen massage pads là cổng kết nối bút dò huyệt. Người dùng vừa có thể massage xung điện, vừa có thể dùng massage các vị trí huyệt đạo hiệu quả mà lại an toàn. Lưu ý, khi sử dụng bút dò huyệt, bạn cần bôi massage cream đi kèm sản phẩm trước khi dùng bút dò huyệt. Để bật máy, bạn bắt đầu xoay nút này để bắt đầu chọn lựa các mức độ. Tiếp theo, máy có các chế độ để bạn lựa chọn. Chế độ rapping, chà sát, chế độ tapping, đấm lưng, chế độ kneading, nhào trộn, chế độ acupuncture, châm cứu và các chế độ massage tự động tại các vị trí hỗ trợ massage gồm shoulders, waist back, hands feet, joints, nút speed control là nút điều khiển cường độ massage. Bên cạnh đó có hai nút bấm M, moderate massage vừa phải, R, repeat, lặp lại massage. Máy tự động tắt sau 15 phút massage. Sau đây là một số lưu ý khi sử dụng. Bạn không dùng máy khi vị trí massage không sạch sẽ hoặc là chứa nước ẩm. Không sử dụng sản phẩm gần TV hay các nguồn điện. Không để máy tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng hay môi trường độ ẩm cao. Trên đây, thiết bị y tế 24 giờ đã chia sẻ cho các bạn cách sử dụng máy massage xung điện XFT320. Nếu bạn đang gặp vấn đề hay khó khăn trong quá trình sử dụng, hãy liên hệ ngay theo thông tin dưới đây để nhận được hỗ trợ và tư vấn tốt nhất. Số hotline 0393 838 126, website thiết bị y tế24h.com, địa chỉ số 27 liền kề 20C, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội.